Đây sẽ là tiền đạo được kỳ vọng rất nhiều vào việc sẽ có thể xuyên thủng được mảnh lưới của U22 Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tiền đạo mang áo số 9 đó là Sananta, người đã có được 3 pha lập công ở SEA Games lần này. Huấn luyện viên Suritaro đánh giá rất cao sự nguy hiểm của các cầu thủ U22 Indonesia và cũng cho rằng đội bóng này có là một tập thể mạnh, thi đấu rất tốc độ. U22 Thái Lan cũng đã phải phân tích rất kỹ họ trước trận chung kết. Trận chung kết một bóng đá nam đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ U22 Thái Lan trong trang phục màu xanh bảo vệ cầu môn bên phía tay phải, màn ảnh của quý vị và các bạn. Marcelino Ferdinand vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của U22 Indonesia, mặc dù anh năm nay mới chưa tròn 19 tuổi. Ferdinand, cơ hội đầu tiên. Vừa rồi là một pha bóng mà đội trưởng Efanolo đã để mất bóng rất nguy hiểm. May mắn cho cầu thủ Thái Lan là Marcelino Ferdinand đã không thể kiến tạo được một đường chuyền thuận lợi để cho đồng đội dứt điểm. Bagas, các cầu thủ Indonesia đang tràn lên và đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Khả năng gây sức ép là một điểm mạnh của Indonesia giải đấu này với một dàn cầu thủ đồng đều, không có nhiều sự khác biệt về mặt trình độ giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Họ có khả năng gây được một áp lực nghẹt thở và khiến cho hàng phòng ngự đối thủ phải mắc sai lầm. Siafri đã từng thất bại tại SEA Games năm 2019, trong đó có hai thất bại rất đáng chú ý trước đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta ở vòng bảng và trong trận chung kết. Nhưng với một đội hình chất lượng mà ông đã có trong tay, thì huấn luyện viên Siafri tự tin có thể vượt qua mọi đối thủ. Ông đã vượt qua cùng với các học trò, vượt qua một cách có phần hơi may mắn một chút trước đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bán kết và ngày hôm nay đối đầu với U22 Thái Lan trong trận chung kết. Đã 32 năm, U22 Indonesia chờ đợi huy chương vàng của môn bóng đá nam và họ đang rất khát khao. Vừa rồi là đường chuyền hướng tới vị trí di chuyển của Fajar. Fajar chứ không phải là tiền đạo Sananta đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho U22 Indonesia ở SEA Games năm nay. Tiền vệ mang áo số 14 này đã có được 4 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với tiền đạo mang áo số 9 Sananta. Dứt điểm là của Marcelino Ferdinand. Những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Indonesia đang là những người nhập cuộc tốt hơn chứ không phải là các cầu thủ U22 Thái Lan. Ricky Rito, bộ đôi trung vệ của các cầu thủ Indonesia trong trận đấu hôm nay là số 5 Ricky Rito và số 4 Komang Trisnanda. Komang Trisnanda là cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết gặp đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Đây là Achipol. Bóng có vẻ đã chạm tay của cầu thủ mang áo số 10 bên phía U22 Thái Lan. Achipol chính là người đã ghi bàn thắng vào lưới của U22 Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng, trận đấu cuối cùng mang nghĩa phân định ngôi đầu bảng khi mà cả chúng ta và U22 Thái Lan trước đó đều đã chính thức giành quyền vào bán kết. Một trận đấu rất hay, hấp dẫn và là một trong những màn trình diễn rất tốt của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie ở giải đấu này. Hiệp 2 chúng ta đã gỡ hòa bằng bàn thắng của Lê Quốc Nhật Nam, đã kết thúc trận đấu với một điểm. Ngày hôm nay thì U22 Indonesia không thể có được lực lượng hoàn hảo. Họ thiếu vắng một mắt xích rất quan trọng bên phía bên trái, đó chính là Pratama Ahan. Cầu thủ với những cú ném biên không khác gì những quả đá phạt. Người đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận gặp U22 Việt Nam ở bán kết và ngày hôm nay bị treo giò. Đá thay cho Ahan là Haikan. Là sức ép được các cầu thủ Indonesia tạo ra. Marcelino Ferdinand. Fajar đã xin bóng nhưng Ferdinand quyết định dứt điểm. Hai cú dứt điểm trong khoảng ít phút của Marcelino Ferdinand nhưng đều rất thiếu chính xác. Có vẻ như hơi nóng vội một chút. Trước một cơ hội lịch sử để có thể giành được tấm huy chương vàng đầu tiên sau 32 năm ở môn bóng đá nam, chắc chắn các cầu thủ Indonesia cũng có những sự hồi hộp và cũng có những tâm lý nhất định.
Điều đó khiến cho mặc dù đang gây sức ép rất lớn nhưng những cú dứt điểm của họ kể từ đầu trận chưa có được độ chính xác. Nó vẫn hơi vội vàng. Coman. Hay cam. Pha xử lý của De Guanga. Đây là pha ra, không thể đến được vị trí của pha ra. Vẫn là một sức tấn công rực lửa của đội áo đỏ. Indonesia mà không giành huy chương vàng năm nay thì không biết bao giờ họ mới có thể giành được tấm huy chương vàng SEA Games ở môn bóng đá nam. Cơ hội đã đến rất gần. Trong quá khứ thì Indonesia đã từng hai lần giành huy chương vàng bóng đá nam, nhưng đó đều là những khoảng thời gian, thứ nhất là từ rất xa và thứ hai là đều là các đội tuyển quốc gia thi đấu, chưa phải là U22 hay U23. Vào năm 1987 trên sân nhà, trận chung kết họ đã thắng Malaysia sau 120 phút. Và 4 năm sau đó tại Manila, Philippines, Indonesia tiếp tục thắng Thái Lan sau loạt luân lưu để giành tấm huy chương vàng gần nhất mà họ có được ở môn bóng đá nam. Cách đây đã 32 năm. Toffani. Không có lỗi. Pha phản công cho các cầu thủ Thái Lan rất nguy hiểm. Thủ môn đã băng ra, phạm lỗi rồi và sẽ có một chiếc thẻ vàng dành cho thủ thành Hernando. Phản công rất lợi hại của các cầu thủ U22 Thái Lan. Và nó là lời cảnh tỉnh đầu tiên của đội bóng này dành cho đối thủ. Cầu thủ U22 Thái Lan được hưởng một quả đá phạt rất thích hợp với những tình huống treo bóng bổng. Đây là cự ly khó có thể sút thẳng để ghi bàn thắng. Và bóng bổng sẽ là một lợi thế, đặc biệt là đối với những cầu thủ có chiều cao như trung vệ Jonathan Kembe, cao trên 1m9. Trận đấu đang diễn ra trong những phút đầu tiên với một tốc độ được duy trì rất cao và chất lượng chuyền bóng cũng như vậy. Nguy hiểm! Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Thái Lan. Nếu như trận bán kết bóng bổng là lợi thế của Indonesia so với U22 Việt Nam thì bây giờ bóng bổng lại là lợi thế của Thái Lan so với Indonesia. Đây là pha bóng mà De Guanga đã phát huy đúng tố chất của một tiền vệ phòng ngự. Anh đã băng về để phá bóng ngay trên đầu của tiền đạo Tirasak. Chanarong và Setasit là những người đứng trước quả phạt góc này. Không được. Một tình huống đánh đầu chiến thuật của cầu thủ Thái Lan, nhưng bóng đã đập chân của đồng đội. Người đã có cú đánh đầu chiến thuật đó là Jonathan Kembe, lỗi kéo người. Đương nhiên, đó là một chiếc thẻ vàng. Chapipat đã buộc phải kéo người để tránh đội nhà phải hứng chịu một đợt tấn công nguy hiểm từ phía UEFA Indonesia. Một tình huống dứt điểm hút bóng của Chapipat. Và ngay lập tức anh phải chọn giải pháp an toàn là phạm lỗi với đối thủ. Cả Chapipat hay là thủ thành Hernando của UEFA Indonesia đều đã buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ trong những tình huống phạm lỗi cần thiết. Đường chuyền của Haikan. Marcelino. Haikan. Khá nhịp nhàng. Marcelino. Dứt điểm. Chúng ta thấy được đẳng cấp của Marcelino Ferdinand trong vòng vây của 5 tới 6 cầu thủ Thái Lan, nhưng tiền vệ áo số 7 này vẫn tự tin cầm bóng để dứt điểm. Thực sự thì những phút đầu tiên đang là những phút đầy lo lắng đối với những cầu thủ viên của Thái Lan. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất đẳng cấp và tự tin của Marcelino Ferdinand. Anh đã ở rất gần
bàn thắng thứ 3 của mình tại SEA Games 32 này. Hai bàn thắng trước đều là những pha mở tỷ số vào lưới của đối thủ trong những trận đấu của U22 Indonesia vòng bảng. Và Marcelino Ferdinand chính là người dứt điểm nhiều nhất kể từ đầu trận với 3 lần dứt điểm của chiến thành đối phương. Đây chính là Hai Can, người đã thay cho ngôi sao Pratama Ahan ở trận đấu này. Một trận đấu mà Indonesia thiếu đi sự thứ vũ khí rất lợi hại là những quả ném biên không khác gì đá phạt của Pratama Ahan. Jonathan Kennedy. Đấu vẫn đang diễn ra hấp dẫn, xứng đáng với đẳng cấp của một trận chung kết. Hai đội đều đã cho thấy được sự lợi hại của mình. Indonesia tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc với một thế trận tấn công rực lửa. Họ gây sức ép và tạo ra được những tình huống dứt điểm. Nhưng cơ hội nguy hiểm nhất có lẽ phải thuộc về các cầu thủ U22 Thái Lan. Với tình huống băng lên, buộc thủ thành Hernando phải lao ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi. Hai đội bóng vẫn đang cho thấy sự cân tài, cân sức và một trận đấu rất khó đoán định. Đường truyền của Cetasit không thể đến được vị trí của cầu thủ áo xanh nào. Terasak cũng chính là người đang ghi bàn tốt nhất cho U22 Thái Lan, 4 pha lập công bằng với thành tích của người ghi bàn tốt nhất bên phía Indonesia là Faja. Lúc này thì cầu thủ ghi bàn tốt nhất của môn bóng đá nam là Nguyễn Văn Tùng của chúng ta với 5 pha lập công. Tình huống phạm lỗi của Cetasit với Taufani. Tiếp tục là một tình huống băng lên nguy hiểm. Đó là pha băng lên của Terasak. Quan sát rất nhanh. Cầu thủ U22 Indonesia và U22 Thái Lan có những sự trùng lập khá thú vị về những cầu thủ ghi bàn và số bàn thắng. Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của hai đội đều có được 4 bàn. Faja bên phía Indonesia và Kirasak là những người có được 4 bàn. Sanata, tiền đạo của U22 Indonesia và Jasakon, tiền đạo của Thái Lan cũng có được 3 bàn và họ cùng có 2 cầu thủ ghi được 2 bàn. Bên phía U22 Indonesia là Marcelino Ferdinand và Titan Agung. Còn bên phía Thái Lan là Achipol và Anan. Một thế trận đôi công hấp dẫn đang được các cầu thủ của cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan thể hiện trên sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia. Trận đấu cuối cùng của môn bóng đá tại SEA Games 32 này. Và thầy trò huấn luyện viên Indra Safri đang cho thấy họ đã có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về kể cả mặt chuyên môn cũng như về tinh thần để chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên sau 32 năm. Pha xử lý không thành công vừa rồi là của Cetasit. Witan Suleiman. Rito, Marcelino, quả người rất tự tin. Nhưng sau đó Bagas là người đã để mất bóng. Bagas, Achipon, pha áp sát để giải nguy đúng lúc của Ricky Rito. Sông Trai, Efandolo. Efandolo không có cầu thủ nào có thể cạnh tranh được với anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Một cầu thủ về chiều cao trung bình là khá khiêm tốn ở U22 Thái Lan cũng như tại SEA Games lần này.
nhưng lại rất quan trọng trong việc kết nối giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công. Chạy áp pipat, sông chạy, lợi thế cho cầu thủ Thái Lan, nguy hiểm, Achipon không kịp. Các cầu thủ Thái Lan luôn là như vậy, không vội vàng để tấn công, nhưng họ luôn có các tiền vệ biết thực hiện những đường chọc khe cực kỳ nguy hiểm cho những cầu thủ tấn công ở phía trên. U22 Thái Lan có thể thi đấu rất đùng đỉnh, nhưng họ tăng tốc ở những thời điểm quan trọng, những thời điểm cần thiết, những thời điểm có thể khiến cho hàng phòng ngự của đối phương dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia luôn diễn ra rất kịch tính và cân bằng. Hai đội đã gặp nhau 3 lần trong các trận chung kết và 2 trong số đó đã phải giải quyết trên chấm luân lưu. Đó là vào năm 1991 sau khi Indonesia vượt qua Thái Lan 4-3 trên chấm luân lưu. Và sau đó vào năm 97 khi Thái Lan thắng với tỷ số 4-2 trên chấm 11m. Trận đấu còn lại cũng chỉ có cách biệt một bàn khi Thái Lan vượt qua Indonesia tại SEA Games năm 2013 với tỷ số 1-0. Indonesia vẫn là một đội bóng ít có duyên với các trận chung kết của đấu trường khu vực. Họ thường xuyên có mặt ở những trận chung kết nhưng thường xuyên về nhì. Với đấu trường SEA Games, Indonesia đã 4 lần về nhì vào các năm 1979, 1997, 2011 và 2013. Trong đó đáng chú ý 3 trong số 4 lần về nhì này lại là những kỳ SEA Games mà Indonesia là nước chủ nhà. Họ đã thua trong những trận chung kết ngay sân nhà trước Malaysia năm 79, Thái Lan năm 97 và Malaysia năm 2011. Pha ra. Tiền vệ cánh mang áo số 14 này là một cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt bên phía cầu thủ Indonesia ở giải năm nay. De Wanga. Sút xa cầu bay của trung vệ Komang Trisnanda. Bàn thắng ghi được vào lưới của U22 Việt Nam tại bán kết là bàn thắng đầu tiên của trung vệ áo số 4 này ở SEA Games 32. Và thật trùng lập, không chỉ có Komang Trisnanda mà hai cầu thủ ghi bàn còn lại cho U22 Indonesia tại bán kết vào lưới của U22 Việt Nam, đó là trung vệ Ferrari hay là tiền vệ Taufani, đều ghi những bàn thắng đầu tiên của mình ở SEA Games này. Và thật trùng lập khi cả ba bàn thắng ở bán kết của cầu thủ U22 Indonesia đều là những bàn thắng đầu tiên của ba cầu thủ lập công. Sau cú dứt điểm từ rất xa của trung vệ Komang thì huấn luyện viên Siafri đã có sự tán thưởng. Các cầu thủ Indonesia rất chịu khó sút xa kể từ đầu trận với những cú dứt điểm phải nói là rất táo bạo. Ở SEA Games lần này thì nếu xét về sự hiệu quả và nguy hiểm trong sút xa thì có lẽ không đội bóng nào làm được tốt hơn so với cầu thủ Indonesia. Đội bóng này đã có những pha làm bàn ngoài khu vực 16m50 rất đẹp mắt, không chỉ là của pha xa mà còn cả những tình huống lập công của Marcelino Ferdinand nữa. Chạy áp pipat, Bukuri, Chanarong, rất nguy hiểm, có kịp không? Dù đã tăng tốc hết cơ nhưng Trap Mông Cồn đã không thể theo kịp đồng trường của đồng đội. Trong trận đấu quan trọng gặp đối thủ được coi là khó chơi nhất tại SEA Games lần này của U22 Thái Lan, huấn luyện viên Isra Skitaro đã quyết định thay đổi bộ đồ tiền vệ trung tâm. Trận đấu này, bộ đồ tiền vệ trung tâm của cao thủ Thái Lan không phải là Kudrachet hay Leon mà được thay thế bằng Chaya Pipat và Setasit. Pha xử lý vừa rồi là của Faza, một cầu thủ chạy cánh nhưng rất có duyên ghi bàn. Người đã ghi tới 4 bàn và đang là người ghi bàn tốt nhất của U22 Indonesia.
Pratama Arhan bị treo giò không thể thi đấu trận chung kết, khiến cho cầu thủ Indonesia mất đi thứ vũ khí cực kỳ lợi hại và nguy hiểm của họ, đó là những quả ném biên. Và tiền vệ phòng ngự Dae Wanga sẽ là người nhận trách nhiệm thực hiện những quả ném biên cho cầu thủ Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem là liệu anh có thể thực hiện những quả ném biên căng và xa như là Pratama Arhan hay không. Dae Wanga nguy hiểm, và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia, và lại là hiệu quả từ những quả đá biên. Phút thứ 21 của trận đấu, đội bóng chủ động nhập cuộc chơi tấn công đã có được bàn thắng, và người ghi bàn không ai khác đó chính là tiền đạo Sananta. Pha đánh đầu ghi bàn của tiền đạo áo số 9 này giúp cho anh có được 4 bàn thắng tại SEA Games này. Rất trùng hợp, đúng là rất trùng hợp, bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết cũng rất giống với bàn mở tỷ số trong trận bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Chỉ có điều khác biệt, khi mà Pratama Arhan không có thì đã có Dae Wanga. Vâng, có thể coi đây là một tình huống đốt lưới nhỉ. Bóng đá chạm vào đùi của trung vệ Sông Trai. Lực ném biên thì có lẽ không thể bằng Pratama Arhan được, nhưng sự nguy hiểm mà nó tạo ra cũng rất lớn, tạo ra một sự sộc sạch và rối loạn trong hệ thống phòng ngự của U22 Thái Lan. Và điều đó đã phát huy hiệu quả. 1-0 cho UAE Indonesia. Bảng tỷ số có thể điền tên Sananta, nhưng xem lại pha quả chậm thì sẽ rất chính xác nếu như bàn thua vừa rồi của UAE Thái Lan được tính cho lỗi phản lưới nhà của trung vệ Sông Trai. Trung vệ này đã chạm bóng ở trước vạch cầu môn, bóng chạm vào đùi của anh và đổi hướng khiến cho thủ thành Somonwit đã không thể nào phản xạ được. Việc có được bàn thắng mở tỷ số được coi là từ khá sớm cho hiệp một này dành cho cầu thủ Indonesia sẽ là chất xúc tác để cho trận chung kết vốn hứa hẹn ngay từ đầu là hấp dẫn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, bởi chắc chắn là cầu thủ Thái Lan sẽ khó chấp nhận việc bị dẫn bàn khi hiệp một khép lại. Witan Suleiman hơi chậm, trọng tài xác định không có lỗi, không có lỗi trong pha cản phá vừa rồi của Bukuri. Chanarong, Bukuri không được, và pha bóng an toàn của trung vệ cột băng Trisnanda. Đây là lần đầu tiên UAE Thái Lan của huấn luyện viên Sitaro bị dẫn trước tại giải đấu năm nay, và chúng ta sẽ cùng chờ xem phản ứng của UAE Thái Lan là như thế nào. Trong khi đó thì cả 6 trận đấu của UAE Indonesia ở giải đấu này họ đều dẫn trước, và 5 trận trước thì họ đều đã thắng. Một sự khởi đầu đầy hưng phấn của các cầu thủ UAE Indonesia, và chúng ta cũng thực sự bất ngờ khi mà Pratama Arhan không xuất hiện ở trên sân, nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn rất phong cách vẫn rất giống những pha ném biên của Pratama Arhan. Fadi pha cài người cho thấy sự tự tin cao độ của Marcelino Ferdinand, và coi phản công dành cho Indonesia. Marcelino đã không thể chiến thắng trong pha chạy cướp bóng vừa rồi. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm tay của một cầu thủ áo đỏ, và đá phạt dành cho U22 Thái Lan. Hàng phòng ngự của U22 Indonesia không phải là không có những lỗ hổng, bằng chứng là hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng các cầu thủ Indonesia cũng hai lần để cho U22 Việt Nam cỡ hòa ở trận bán kết. U22 Thái Lan nếu như họ tăng cường sức ép và khai thác được kẽ hở nơi hàng thủ đối phương thì vẫn còn hy vọng, bởi vì thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ Thái Lan. Người đá cao nhất trên hàng tấn công của UAE Indonesia đó là Sananta đã góp công trong bàn thắng mở tỷ số của đội bóng này. Còn người đá cao nhất trên hàng tấn công của UAE Thái Lan đó là Tirasak đến thời điểm này chưa có được một pha bóng nào thực sự nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Enado. Thời gian còn lại của hiệp một trận đấu
và còn cả hiệp 2 phía trước nữa vẫn còn rất dài. 1-0 chưa phải là một tỷ số khiến cho cao thủ Thái Lan gặp phải quá nhiều khó khăn, nhưng họ sẽ cần phải đặc biệt cảnh giác vì nếu dâng cao tấn công và để hỏng hóc phòng ngự, khi đó khả năng phải nhận bàn thua thứ hai sẽ là rất lớn. Và nếu như để cho Indonesia dẫn trước với cách biệt 2 bàn thì khả năng để lội ngược dòng của U.S. Thái Lan là vô cùng khó. Efanolo đá phạt cho Thái Lan. Cầu thủ Indonesia pressing liên tục ngay bên phần sân đối phương. Họ khiến cho những pha triển khai của U.S. Thái Lan ngay từ bên phần sân nhà cũng đã gặp những khó khăn. Lỗi của Thao Phani. Trận bán kết thì Thao Phani là người vào sân trong hiệp 2 để thay cho Ananda Riahat. Trận này thì anh đã được đá chính ngay từ đầu. Quả đá phạt cho các cầu thủ Indonesia sau pha phạm lỗi của Jonathan Kennedy. Cơn khát huy chương vàng SEA Games sau 32 năm đang gần tới thời điểm giải tỏa hơn bao giờ hết đối với thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Các cầu thủ Indonesia họ sẽ cần phải thi đấu tập trung và cảnh giác giống như khi chưa có được lợi thế dẫn bàn. Đây là Dewangga, người đã thực hiện quả đá biên rất tốt để cho Sanata xâm nhập vòng cấm và tạo ra sức ép khiến cho trung vệ Sông Trai đã có tình huống xử lý phản lưới nhà. Đã có va chạm xảy ra và trọng tài người Oman, ông Kasim đang phải tạo cùng cho hai cầu thủ Mao số 4 và đều là các trung vệ. Jonathan Kennedy của UAE Thái Lan và Komang Chrisnanda của UAE Indonesia. Như vậy là đến lúc này trọng tài người Oman, ông Kasim đã phải rút ra 4 thẻ vàng ngay trong hiệp 1. Dewangga nguy hiểm. Bóng vẫn trong sân, Pha ra. Pha ra đã liên tiếp thực hiện 2 động tác giả nhưng không thể vượt qua được các cầu thủ tham gia phòng ngự bên phía U.S. Thái Lan. Ném biên cho U.S. Thái Lan. Sau động tác giả đầu tiên thì Faza hoàn toàn có thể tạt bóng vào. Thế nhưng có lẽ anh muốn thực hiện thêm một động tác giả nữa để có thể tạt bóng bằng chân thuận của mình. U22 Thái Lan họ cũng khát khao huy chương vàng. Mặc dù đã 16 lần đăng quang ở môn bóng đá nam SEA Games nhưng hai kỳ SEA Games gần đây nhất U22 Thái Lan đều thất bại. Và những người đăng quang đều là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta. Tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết SEA Games của Thái Lan cũng rất cao. Sau 21 lần từng vào chung kết môn bóng đá nam, họ đã chiến thắng 16 lần. Và đặc biệt, khi giải đấu chuyển sang lứa tuổi U22 và U23 kể từ năm 2001, Thái Lan vào chung kết 8 lần và thắng tới 7 lần. Trận thua duy nhất là trận thua U22 Việt Nam vào năm ngoái tại Mỹ Đình với bàn thua của Nhâm Mạnh Dũng thực hiện cho U22 Việt Nam. Marcelino. Đến lúc này thì Mạc Tuấn Sóc huy chương coi như đã ngã ngũ ở top 3 đoàn dẫn đầu. Đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta đến thời điểm này đã có 135 huy chương vàng để yên tâm kết thúc SEA Games 32 tại Campuchia với vị trí nhất toàn đoàn. Đoàn Thái Lan với 107 huy chương vàng cũng chắc chắn ở vị trí thứ hai chung cuộc, và đoàn Indonesia với 84 huy chương vàng là đoàn đang đứng ở vị trí thứ ba. Chủ nhà Campuchia với 78 huy chương vàng chỉ có được thành tích thứ tư chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. Nhưng dù sao, đây cũng là một kỳ SEA Games
rất thành công của Campuchia trong lần đầu tiên họ đăng cai một kỳ SEA Games. Các vận động viên, huấn luyện viên, các trọng tài, các quan chức, các phóng viên đánh giá rất cao về công tác tổ chức của nước chủ nhà. Thái Lan có liên tiếp hai sự thay đổi người để có thể hy vọng thay đổi được cục diện của trận đấu. Anan và Phong Sa Con là những người vào sân. Như vậy là Bukori cùng với Ashipon là những người sẽ phải rời sân để nhường vị trí cho Phong Sa Con và Anan. Bây giờ là quãng thời gian cooling break, quãng thời gian để cho các cầu thủ được tiếp nước, được làm mát, và cũng là cơ hội để cho các huấn luyện viên. Mà chúng ta đã thấy trời mưa, thậm chí là mưa khá to. U22 Thái Lan vẫn đang gặp khó khăn trong trận chung kết này. Còn U22 Indonesia với khả năng tấn công mạnh mẽ của mình, họ đang có được điều mình cần, đó là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Đây chính là bàn thắng mở tỷ số của U22 Indonesia. Với quả ném biên không mạnh như Pratama Ahan nhưng cũng đủ tạo ra sự rối loạn cho hàng phòng ngự của U22 Thái Lan. Một tình huống đốt lưới nhà. Và nó cho thấy được hiệu quả ở những cú ném biên không khác gì những tình huống đá phạt của các cầu thủ U22 Indonesia là lợi hại như thế nào. Chưa có trận đấu nào tại SEA Games 32 này, huấn luyện viên Isara Sitaro lại có những sự điều chỉnh về nhân sự sớm và nhiều đến như vậy như trận chung kết ngày hôm nay. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Sitaro đang cho thấy ông muốn cầu thủ U22 Thái Lan sẽ cải thiện được khả năng tấn công biên. Anan vào sân để thay thế cho Ashipon và hy vọng sẽ gia tăng được khả năng tấn công bên phía hàng cánh trái của U22 Thái Lan. Và cùng với đó, hậu vệ Bukuri được cho ra nghỉ và thay vào sân là Phong Sa Con. Phong Sa Con được kỳ vọng sẽ cùng với Chanarong tạo ra những pha phù hợp ăn ý bên phía hàng lang cánh phải của cầu thủ Thái Lan. Bây giờ thì cầu thủ đã hết quãng thời gian nghỉ cooling break và quay trở lại để tiếp tục thi đấu hiệp 1. Và lại là một quả ném biên nữa của Đế Quang Ca. Đế Quang Ca. Đúng là những quả ném biên của Đế Quang Ca còn lâu mới có thể đạt được yêu cầu về lực và độ chuẩn xác như Pratama Ahan. Nhưng dù sao, quả ném biên của tiền vệ phòng ngự áo số 19 này cũng đã để lại dấu ấn trong bàn mở tỷ số, có phần may mắn dành cho cầu thủ Indonesia. Vị trí tiền vệ phòng ngự là một trong những vị trí mà cầu thủ Indonesia có nhiều sự lựa chọn nhất. Đây là vị trí mà ít nhất tại SEA Games lần này huấn luyện viên Indra Safri đã có 3 thử nghiệm. Ngoài Đế Quang Ca thì còn có Rea Ahan. Được chuyển của Sanata, Marcelino Ferdinand. Những đôi chân rất dẻo của Marcelino. Marcelino đã ngã nhưng trọng tài xác định không có lỗi đẩy người từ phía cầu thủ Thái Lan. Taufani, Rito. Rất chính xác. Guita Suleiman. Không được. Pha xử lý qua người là rất tốt. Một tình huống quát bóng, tìm được khoảng trống để dứt điểm nhưng cú ra chân của Guita Suleiman lực lại đi quá nhẹ và bóng đi không hiểm. Chúng ta cùng xem lại động tác mà Guita Suleiman đã vượt qua hậu vệ vừa vào sân Phong Sa Con. Nhưng thay vì một cú cứa lòng với lực căng và góc xa thì tiền vệ trung tâm áo số 8 này lại thực hiện một cú dứt điểm, bóng đi nhẹ và tìm tới đúng vị trí của thủ thành Sopolwit. Va chạm đã xảy ra và trọng tài đã ra ký hiệu để cho các nhân viên y tế vào sân để chăm sóc. Có lẽ đó là tình huống va chạm giữa De Wanga và Setasit. Đúng như vậy, đã có động tác cùi chỏ khá kín của De Wanga. Setasit cùng với Jonathan Kennedy là hai cầu thủ hội quân muộn nhất của U22 Thái Lan ở SEA Games lần này vào các ngày mùng 7 tháng 5 và mùng 8 tháng 5, trong khi môn bóng đá nam đã khởi tranh từ ngày 29 tháng 4.
U22 Thái Lan vẫn chưa thể tạo ra được áp lực hay những cơ hội rõ ràng sau khi để cho U22 Indonesia vươn lên dẫn trước. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sidaro đang gặp rất nhiều khó khăn ở trên sân. Indonesia ngược lại chơi rất máu lửa. Họ không hề có sự lùi về hay nhường nhịn thế trận cho đối phương mà vẫn chơi pressing liên tục sau khi dẫn trước. Có thời cơ là Indonesia ngay lập tức tổ chức những tình huống lên bóng và những pha dứt điểm. Sau khi Indonesia dẫn trước, họ vẫn là đội bóng tấn công nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn so với đối thủ. Với một thế trận có phần khá bế tắc như những gì đã diễn ra trong những phút vừa qua của hiệp 1, rất có thể là trong hiệp 2, huấn luyện viên Sitaro sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh trên hàng tiền vệ. Và một trong những cái tên đang được những cầu thủ viên của Thái Lan kỳ vọng sẽ xuất hiện trên sân đó chính là Purachet, tiền vệ mang áo số 14 này. Dù chỉ mới có một bàn thắng tại SEA Games 32 nhưng lại để lại rất nhiều những dấu ấn trong những pha phối hợp tấn công cùng với các đồng đội. Tại SEA Games thì bất cứ tấm huy chương nào cũng có giá trị như nhau ở trên bảng tổng sắp huy chương. Nhưng công bằng mà nói, với những môn tập thể, đặc biệt là những môn bóng đá nam này, thì sẽ luôn là sự kỳ vọng rất lớn từ các đội tuyển bóng đá nam trong khu vực. Sự mong muốn sẽ còn lớn hơn với cầu thủ Indonesia khi họ đã khao khát có được tấm huy chương vàng SEA Games kéo dài 32 năm rồi. Chat bông côn ném biên cho Thái Lan. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối và cầu thủ U22 Thái Lan mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Quả tạt quá sâu của Chat bông côn. Thành công Marcelino. Không được. Một động tác khống chế bóng lỗi đáng tiếc của Sananta. Các tiền vệ của Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay họ ra quân với một quyết tâm rất cao độ. Luôn là những pha áp sát không ngần ngại va chạm. Và vừa rồi tình huống phá bóng đã khiến cho Dey Wanga là người đang bị đau. Trận chung kết rất máu lửa của các cầu thủ Indonesia để giải cơn khát 32 năm với tấm huy chương vàng bóng đá nam và va chạm giữa Dey Wanga và Setasit. Thêm một lần nữa, hai tiền vệ này lại va chạm với nhau. Trong pha va chạm trước đó, có những cầu thủ khác có thể bọc lót vào vị trí này nếu như Dey Wanga không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Và hiện tại, cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vị trí này trong danh sách những cầu thủ dự bị của Indonesia, đó là Rehan. Còn trên sân, Taufani cũng có thể được kéo về để đá vào vị trí của Dey Wanga. Đó là trong trường hợp Dey Wanga không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Evandolo. Hiệp 1 của trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng nam SEA Games 32 đang trôi về những phút cuối. Đây là phút thứ 40 và cơ hội dành cho cầu thủ Thái Lan. Anand. Tuyệt hơn đâu. Cơ hội. Quá nhẹ. Cú dứt điểm không gây ra nguy hiểm của Setasit. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp tấn công và dứt điểm của cầu thủ U22 Thái Lan. Marcelino rất tự tin. Faza đã nỗ lực để phối hợp cùng với Bagas nhưng đã không thành công. Đường chuyền của Setasit. Marcelino bị phạm lỗi và lại có thêm thẻ vàng nữa được rút ra. Chiếc thẻ vàng thứ 5 khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Người nhận thẻ đó là Chạm Mông Côn.
Marcelino Ferdinand vẫn đang chứng tỏ anh là một mắt xích rất quan trọng. Ba cầu thủ của U22 Thái Lan đã phải nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là tiền vệ Chai Pipat và hai hậu vệ Jonathan Kembe và Chap Mongkol. Còn bên phía Indonesia, đội bóng này cũng đã có hai cầu thủ phải nhận thẻ, đó là thủ thành Enando và trung vệ Komang Trisnada. Marcelino, tài năng trẻ của bóng đá Indonesia đang thi đấu tại Bỉ cho câu lạc bộ Danger, đang có một kỳ SEA Games rất thành công. Rito, Taufani, Bagas vẫn còn. Bagas đã quá tham bóng. Một tình huống đã khiến cho cầu thủ của U22 Thái Lan phải nhảy lên để né đòn, đó là Chai Pipat. Pha vào bóng bằng cầm giấy nguy hiểm của Bagas, và nếu như trọng tài thực sự nghiêm khắc thì tình huống vào bóng vừa rồi của Bagas cũng phải xứng đáng nhận thẻ. Rất may là anh đã thoát thẻ. Efanolo, Jonathan Kembe không còn nhiều cho các thủ U22 Thái Lan trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Họ vẫn đang nỗ lực đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép. Trong khi đó thì Indonesia đã pressing liên tục và tỏ ra hiệu quả trong những tình huống hạn chế khả năng lướt bóng của đối phương. Hiệp 1 của trận chung kết vẫn đang diễn ra rất hay, hấp dẫn, kịch tính và quyết liệt. Không thiếu những tình huống va chạm ở trên sân, và nó cho thấy tính chất của một trận đấu quan trọng giữa hai đội bóng mạnh nhất ở giải đấu này. Pha qua chậm cho thấy một pha chơi bóng rất tiểu xảo của Taufani. Anh đã bị thất thế và đã chủ động thực hiện tình huống ôm chân cầu thủ của U22 Thái Lan. U22 Indonesia đang có nhiều lợi thế để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn. Ném biên cho cầu thủ Indonesia, đây là vị trí ném biên gần tương tự giống với quả ném biên của De Guanga để giúp cho cầu thủ U22 Indonesia có được bàn mở tỷ số. Trong những quả ném biên ở khu vực giữa sân thì có thể người ném biên sẽ là cầu thủ khác, nhưng ở bên phần sân của U22 Thái Lan, đặc biệt là 1/3 sân trước khung thành của thủ môn Somonwit, thì De Guanga là người đang được lựa chọn để thay thế cho cầu thủ bị treo giò Pratama Ahan. De Guanga, bóng nằm gọn trong tay của Somonwit. Marcelino, số 7 của Indonesia luôn rất tự tin trong các tình huống cầm bóng và vượt qua số đông các cầu thủ của U22 Thái Lan. Pha lên bóng của cầu thủ Thái Lan, bóng không tới được vị trí của Anand và trọng tài xác định cũng không có lỗi của tiền vệ áo số 11 này. Rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt dành cho cầu thủ Thái Lan. Một cội rất tốt, ngay sát vòng cấm địa, góc sút rộng, vị trí rất đẹp. Trọng tài cho rằng là Chanarong là người đã bị phạm lỗi. Một quả đá phạt với một cự ly và góc sút cực kỳ lý tưởng để cho cầu thủ Thái Lan có thể gỡ hòa. Chúng ta cùng xem lại góc quay chậm. Như vậy là người đã bị thổi phạt đó chính là tiền vệ phòng ngự De Guanga. De Guanga đã có động tác đẩy người trong pha băng vào của Chanarong. Một cơ hội tuyệt vời để cho cầu thủ Thái Lan có thể nghĩ về việc có được bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Thời gian đã bù giờ của hiệp 1 là 3 phút. Một cú dứt điểm trực tiếp về phía khung thành đối phương. Có khá nhiều những sự lựa chọn cho cầu thủ đá phạt ở tình huống này. Góc cao bên trái, bên phải đều là những góc có thể mang tới sự nguy hiểm và khó dành cho thủ thành Ednano bên phía U22 Indonesia. Các thủ U22 Thái Lan nếu như muốn đăng quang, họ cần phải rất chắc chiu những cơ hội của mình.
Hanan và Chan Arong là những người đang đứng trước quả đá phạt. Bóng không qua hàng rào. Rất đáng tiếc cho các thủ UAE Thái Lan, họ không thể tận dụng được thời cơ. Vẫn còn. Lộn xộn. Một tình huống rất nguy hiểm về phía thành của Indonesia. Cầu thủ của Indonesia đang bị đau, đó là Taufani. Tiền vệ này đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Những phút thực sự sóng gió trước khung thành của thủ môn Hernando. Có lẽ Taufani đã bị đau từ chính nỗ lực đấm bóng ra của người đồng đội thủ thành Hernando. Những phút cuối của hiệp 1 là những phút mang lại quá nhiều những sự lo lắng đối với những cổ động viên của Indonesia. Chỉ một chút nữa thôi thì Hanan đã có thể ghi được bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Thái Lan. Đầu của Hanan đã đập rất mạnh vào Taufani. Một tình huống mà Hanan chủ động nhảy lên đánh đầu. Nhưng khi mà thủ thành Hernando với lợi thế về chiều cao cánh tay đã gạt được quả bóng sang một bên, thì đầu của Hanan lại đánh rất mạnh vào Taufani. Không có penalty. Va chạm xảy ra và hai cầu thủ đã ngã ra sân. Nhưng trọng tài xác định không có penalty cho cầu thủ Thái Lan. Trọng tài cho tạm dừng trận đấu. Người đang bị đau là Witan Suleiman. Pha chơi lăn xả của Witan Suleiman đã ngăn cản tình huống dứt điểm trong vòng cấm của U22 Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại. Cầu thủ đã có tình huống băng vào và dứt điểm hụt bóng là hậu vệ Phong Sakon. Thời gian đá bù giờ của hiệp 1 đã trôi qua. Sức ép mà các thủ UAE Thái Lan tạo ra trong phút cuối hiệp 1 là rất lớn. Một sức ép nghẹt thở. Và UAE Indonesia, đội bóng này đã phải rất nỗ lực để có thể đứng vững trong những thời điểm quan trọng này. Và để đứng vững thì UAE Indonesia cũng phải đối mặt với không ít những chấn thương. Witan Suleiman đã phải rời sân bàn cáng. Và trong danh sách của huấn luyện viên Indra Shafri, ông vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác để có thể vào sân để thay thế nếu như số 8 không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và 2-0. 2-0 dành cho cầu thủ Indonesia. Người ghi bàn đó chính là tiền đạo Sanata. Quá bất ngờ. Một tình huống chủ quan của thủ thành Sobonwit và hàng phòng ngự của Thái Lan và họ đã phải trả giá. Những diễn biến không thể tin nổi trên sân Olympic trong trận chung kết của môn bóng đá nam. Pratama không có mặt nhưng Indonesia vẫn có một bàn thắng từ một quả đá biên rất mạnh. Và khi mà mọi thứ tưởng như đã chấm dứt với cách biệt 1-0 về nghiêng về phía Indonesia thì họ bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Lỗi rất lớn trong bàn thua này thuộc về trung vệ được kỳ vọng nhiều của U22 Thái Lan, đó là Jonathan Kebi. Anh đã có tình huống che chắn cả người không kín và thực hiện tình huống phá bóng quá muộn. Phá chất thời cơ tuyệt vời của Sanata và thủ môn của U22 Thái Lan là Sobonwit cũng đã hoàn toàn bị bất ngờ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Sanata đến ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1. Những lợi thế quá lớn để cho cao thủ Indonesia bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Và bàn thắng vẫn được công nhận.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu người Oman, ông Kasim vừa rồi đã ra trao đổi với các trợ lý của mình và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Sanata vẫn được công nhận, và đó cũng là pha bóng khiến cho các cổ động viên của Thái Lan đến thời điểm này đang thực sự lo lắng dù vẫn còn hiệp thi đấu thứ hai ở phía trước. Huấn luyện viên Isara Sitaro cũng đã có những phàn nàn với tổ trọng tài điều khiển trận đấu, nhưng quyết định đã được đưa ra. Trong cả hai bàn thắng của UAE Indonesia đều có những dấu ấn của Sanata. Bàn mở tỷ số là tình huống xâm nhập vòng cấm, tạo sức ép và khiến cho trung vệ sông trai của Thái Lan đốt lưới nhả. Và vừa rồi là một tình huống tận dụng sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự của UAE Thái Lan cũng như là sự chủ quan của đội thành Sopolit để ghi bàn thắng thứ hai. Phút đá bù giờ thứ 7 của hiệp 1. Và đến lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu mới vang lên. UAE Indonesia dẫn với cách biệt 2 bàn khi hiệp 1 khép lại trong trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam trước đối thủ được đánh giá rất cao là UAE Thái Lan. Và Indonesia đang có rất nhiều lợi thế để có thể giải cơn khát huy chương vàng SEA Games sau 32 năm. Hai bàn thắng trong hiệp 1 của UAE Indonesia được ghi do một tình huống đốt lưới nhà của trung vệ sông trai bên phía Thái Lan và bàn chớp thời cơ nhanh chóng ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1 của tiền đạo Sanata. Quý vị khán giả thân mến, sau đây xin mời quý vị đến với phần bình luận giữa trận đấu của chúng tôi, và chúng ta sẽ còn quay trở lại với sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia để theo dõi hiệp 2 trận đấu sau khoảng 15 phút nữa.